Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn của mình khám phá từ cái đầu tiên nhá. Need for Speed, Most Wanted. So ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. The first is... Hãy subscribe.
Ok. Convert by Switch. Let's go. My God, anh chàng này không hiểu sao anh ta lại cố chèn vào. Và rõ là mình đi trước rồi. Ok, traffic reader. Bấm chiều đi, nó đeo.
my god, Michael đấy mình phân kỳ. Bốc đầu à. Oh man, ok. Wow. Rồi. High clean, Rexy Chu. Thank you.
đổ xăng đâu. Được rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Refresh HG. Rushing. Thank you.
Ok, tiếp tục nào. Ở đây các bạn sẽ phải cầy tiền, sau đó thì sẽ mua cho mình một xe khác. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, sẽ là Rushing You. Ok, tiếp tục nào. Rush Round 3. Level 18.
xuống luôn top 7 luôn. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Taxi Sim 2020. Chào muốn đi taxi, đó thì mình sẽ chọn. Ok, và mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Yeah.
Ok. Rich Racing Bar. Đang update phiên bản mới, ok. Phiên bản mới 265B. Còn 20 mê nữa thôi. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.